Chào tất cả các bạn. Hôm nay mình chia sẻ cho các bạn một cái cách mà để xem lại cái mật khẩu cái file trên Windows mình. Mình đã lưu từ trước cái đó tới trước cái giờ. Do là cái máy tính của mình thì cũng di chuyển đi nhiều nơi, đi tập huấn rất là nhiều chỗ nên mình bắt rất là nhiều cái file trên cái máy tính. Nhưng mà khi tới một cái chỗ nào đó mình muốn xem lại cái file thì mà mình đâu có nhớ cái mật khẩu. Nên mình phải tìm một cái cách nào đó để mình xem lại, chứ không để mình đi hỏi người ta là cái mật khẩu hay là số máy nữa. Thì đôi lúc như vậy nó rất là khó. Người ta sẽ đánh giá mình là mình đã lại tập huấn là chỗ người ta mấy lần mà mình không nhớ. Thì để mà tìm được một cái cách để tìm được cái wifi thì mình có cũng rất là nhiều cách. Đây mình sẽ hướng dẫn mình chỉ một cái cách là để mình bắt được wifi. Là wifi hiện tại đang bắt nè. Làm giờ muốn xem được cái mật khẩu thì bằng cách nào? Thì bây giờ bạn kích chuột phải vào cái cạc màn đây, bạn kích chuột phải vào cạc màn và bạn chọn vào trong cái mục là network, bạn chọn vào cái chain này, bạn chọn vào cái after đây thì wifi lên, bạn chọn vào cái mục là status, bạn chọn một vào cái mục Wireless Wi-Fi. Thì ngay cái mục này thì bạn chọn cho mục là Self Tree. Thì khi cái mục này á thì cái Wi-Fi nó đâu có hiện bạn thấy, tại vì cái bảng nó hiện là ký tự, nên bằng cách nào bạn xem được thì các bạn kích vào lại đây, các bạn rồi chọn mục Self Tree. Thì lúc đó bạn đừng nên bấm vào cái ô này, nó này nó sẽ ẩn liền mất tiêu rồi, các bạn xem nó đâu thấy đâu, nó thấy không bao giờ thấy. Các bạn kích vào đây, bạn chọn Self Tree, bạn chọn là cái show cái từ lên đây là cái wifi mình mật khẩu đây. Thì khi lúc đó lỡ mình có nhập trên máy tính mà điện thoại mình chưa có nhập thì mình chỉ cần mình lấy cái mật khẩu này mình nhập vô wifi vô cái điện thoại mình sẽ là được liền. Nó cũng là một cái cách, nhưng mà cái cách này mình chỉ bắt được những cái wifi mình trong máy tính mình hiện đang bắt thôi, hiện đang mà nó truy cập. Nhưng mà để còn một cách khác, mình có thể xem lại cái danh sách những cái wifi mình đã bắt trước đó và cái mật khẩu là số máy, mật khẩu máy. Thì để được làm được cái đính chính được cái đó thì hôm nay mình chỉ chia sẻ cho các bạn. Thì mình khi làm được đó thì mình nên sử dụng cái lệnh CMD. Thì để sử dụng lệnh CMD thì các bạn có thể là vào đây tìm kiếm, mở ra Windows mình tìm kiếm CMD thì nó sẽ hiện CMD này các bạn chọn ra lên đây thì là CMD. Còn một cách nữa là sử dụng tổ hợp phím đọc Windows, là Windows là phím lá cờ các bạn, mà sử dụng Windows cộng với phím R thì nó lên. Bạn chọn vào gõ là CMD đây sẽ lên. Mà để xem được danh sách wifi thì bạn sẽ có, nó có một cái lệnh next attack file là show lên rồi review thì nó sẽ show hết danh sách wifi của bạn lên đây. Wifi của mình cụ hiện của mình trên máy tính mình là khoảng cộng khoảng ba bốn chục cái wifi, nên mình không thể nào mình nhớ được những cái mật khẩu của wifi này. Thì bây giờ mình muốn xem một cái wifi, dường như mình xem một wifi là công nghệ thông tin, là xem là tt đây. Để xem được thì bạn vẫn sử dụng cái lệnh này, nhưng mà chỉ thêm là cái name thôi, name là cái tên wifi đó, tên wifi giống như là công nghệ thông tin, cái khay mục đích là mình tìm gì, tìm cái khay là mình lia đó đây. Thì bạn sẽ xem được cái wifi này là cái mật khẩu máy đây. Cái khay wifi này nó rất là công nghệ thông tin chiếu qua 3 dấu sao và 2019, rất là tiện. Giả dụ như giờ mình xem một cái wifi là ICT1 thì cũng vẫn sử dụng lệnh này, các bạn sửa này là ICT1, thì đây nó mật khẩu là ICT a cộng 11 2018. Thì nó có một cái cách để mình xem. Bây giờ mình xem một cái wifi,
là nó có ký tự như là thiếu nguyên. Thiếu nguyên. Mình xem bài thiếu nguyên ha. Bây giờ đây. Rồi, bạn không thể nào xem được. Thì bây giờ để mà xem được những wifi mà nó có cái phản trắng cách phản thì mình sử dụng một cái phím, một cái dấu nháy đôi. Như rồi. Nhắc các bạn, bạn có sử dụng một cái nháy đôi thì nó mới hiện được cái wifi lên, còn không là bạn không thấy được đâu. Thì wifi sinh viên này hiện là wifi này nó không có mật khẩu, nó tắt mật khẩu. Thì mình sử dụng một cái wifi khác, ví dụ như một cái wifi là của cái Sông Ngọc 2. Mình sử dụng wifi Sông Ngọc 2. Đây, wifi Sông Ngọc 2. Cái khay 68 68 68 68. Mà thấy rất là tiện. Mình thấy mình xem bất cứ những cái wifi nào mà trên máy tính mình có lưu lại mật khẩu, mà mình chỉ cần lại tới đó mình thấy đây cái wifi này mình bắt á, mình đâu có cần phải hỏi lại người ta làm gì. Giống như giờ mình xem là cái wifi là của cái mẫu giáo Bình Minh, mẫu giáo Bình Minh. Rất là tiện. Đây 123 123 123 là cái khay của cái wifi, nó rất là tiện. Mình xem mình không cần phải đi tìm đi dò là chứ cực, chạy trên cái window mình nó cũng có hỗ trợ những cái mình để tìm kiếm những cái lệnh. Đây mình đã chia sẻ xong cái về cái tìm kiếm những cái wifi mà nó mật khẩu nó có sẵn trong window của mình. Video đã kết thúc thì cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Các bạn thấy cái video này nó hữu ích hay là nó hay, các bạn chia sẻ cho bạn bè, rồi cho mình một cái like, đăng ký cái kênh của mình để mình có những video nào đó hay thì mình sẽ đăng lên cho các bạn cùng xem với mình, cùng để biết. Cảm ơn các bạn rất nhiều.